Lại nữa mãn từ từ như vậy cho đến mười lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không trói buộc, không cởi mở. Vì sao? Vì tất cả mười lực vân vân vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Lại nữa, mãn từ từ, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không trói buộc, không cởi mở. Vì sao? Vì các trí này, vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Lại nữa, mãn từ từ, tất cả hạnh Đại Bồ Tát, không trói buộc, không cởi mở. Vì sao? Vì các hạnh của Đại Bồ Tát, vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Lại nữa, mãn từ từ, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, không trói buộc, không cởi mở. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Lại nữa, mãn từ từ, các đại bồ tát không trói buộc, không cởi mở. Vì sao? Vì đại bồ tát vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Lại nữa, mãn từ từ, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, không trói buộc, không cởi mở. Vì sao? Vì các Như Lai ứng chánh đẳng giác vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Lại nữa, mãn từ từ, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, không trói buộc, không cởi mở. Vì sao? Vì chân như vân vân, vô sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không tướng, không tác, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên không trói buộc, không cởi mở. Mãn từ từ, đối với pháp môn vi diệu không trói buộc, không cởi mở, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên như thật biết. Mãn từ từ, đối với sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng không trói buộc, không cởi mở như vậy, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, siêng năng tu học. Mãn từ từ, đối với sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng không trói buộc, không cởi mở này, các đại bồ tát nên an trụ một cách đúng đắn. Mãn từ từ, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện nên thành thục hữu tình, không trói buộc, không cởi mở, nên nghiêm tịnh cõi Phật, không trói buộc, không cởi mở, nên thân cận cúng dường chư Phật, không trói buộc, không cởi mở, nên ghi nhận pháp môn không trói buộc, không cởi mở. Mãn từ từ, đại bồ tát này thường không viễn ly chư Phật, không trói buộc, không cởi mở, thường không viễn ly thần thông, không trói buộc, không cởi mở, thường không viễn ly năm loại mắt, không trói buộc, không cởi mở, thường không viễn ly pháp môn đà la ni, không trói buộc, không cởi mở, thường không viễn ly pháp môn tam ma địa, không trói buộc, không cởi mở. Mãn từ từ, đại bồ tát này nhất định sẽ khởi lên trí đạo tướng, không trói buộc, không cởi mở, nhất định sẽ chứng trí nhất thiết, trí nhất thiết tướng, không trói buộc, không cởi mở, nhất định sẽ chuyển pháp luân, không trói buộc, không cởi mở, nhất định sẽ đem pháp hiếu tam thừa, không trói buộc, không cởi mở, an lập các loại hữu tình, không trói buộc, không cởi mở, khiến cho chứng cứu cánh niết bàn, không trói buộc, không cởi mở. Mãn từ từ, đại bồ tát tu hành sáu ba la mật đa